Hey, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chương mục về toán thằng thầy lợi nha các bạn. Thì hôm nay mình nói về tính hợp lý của hỗn số. Thì mình lấy ví dụ về hỗn số nè. Ví dụ như 2 1/2, đây được gọi là hỗn số, chính là cách viết gọn của 2 cộng 1/2. Thì 2 ở đây chính là phần nguyên. 1/2 đây chính là phần số. Nghe chưa ạ? Vậy hỗn số gồm có 2 phần, phần nguyên và phần phân số. Rồi, thì để tính hợp lý của hỗn số thì giống như tính hợp lý của số mà thôi, là các bạn tìm cái mối liên hệ. Ví dụ như 2 cộng 9 cộng 8 cộng 1, thì các bạn thấy rằng 2 cộng 8 bằng mấy ạ? Bằng 10. 9 cộng 1 bằng 10, thì các bạn viết gần lại, đó tính là tính hợp lý. Được chưa ạ? Thì gây ra 10 cộng 10 bằng 20. Ok chưa ạ? Thì tương tự hỗn số cũng vậy, thì các bạn nhìn vào phân số giúp mình, thì mẫu là 2 nè. Mẫu là 2 nè, vậy các bạn kết hợp phần này với này lại. Tiếp tục đây mẫu là 3 nè, đây mẫu là 3, các bạn kết hợp phần này lại. Được chưa? Vậy mình viết gần lại 2 1/2 cộng 4 1/2 cộng 3 1/3 cộng 7 1/3. Được chưa? Thì đây là hỗn số cộng với hỗn số mà cùng mẫu. Thì cách làm lẹ nè các bạn nè. Lấy phần nguyên cộng phần nguyên ra mấy ạ? Ra 6. Rồi, 1 lấy tử cộng tử nè, 1 cộng 1 bằng 2, viết lại mẫu. Tương tự đây cũng vậy, lấy phần nguyên cộng phần nguyên ra 10, 1 cộng 1 bằng 2/3. Được chưa ạ? Rồi, thì 2/2, 6 cộng 2/2 chính là 6 cộng 2 cộng 10 cộng 2/3. 2/2 thì bằng mấy ạ? Bằng 1. Vậy là 6 cộng 1 cộng 10 bằng mấy ạ? 17 cộng 2/3 bằng 17/2/3. Ok chưa ạ? Rồi mình lấy ví dụ các bạn hãy giải và comment kết quả ở phía dưới giúp mình nha các bạn. Hãy 2/9 cộng 1/5 cộng 3/9 cộng 2/5. Rồi các bạn hãy giải và comment kết quả ở phía dưới giúp mình nha các bạn. Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình hướng dẫn có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn. Bye bye.